Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh YouTube của mình ha. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái món mà mình nghĩ là có thể dự trữ ăn trong mùa dịch, đó chính là món cải chua. Thì để làm món này thì mình cần khoảng 3 lít nước cho một ký cải và mình sẽ cần một chén muối nè với lại đường. Bây giờ thì mình sẽ đun muối với đường vô cái 3 lít nước đó để nguội cho nó ấm ấm tí xíu. Còn cải á, thì mình đã rửa sạch và phơi khô rồi nè. Cải này là cải từ thiện cả nhà cho nên là nó có hơi xấu xí tí xíu nhưng mà không sao, có còn hơn không ha. Và cải này á, thì mình sẽ kiếm một cái hũ to to tí xíu. Ở đây mình có một cái hũ khoảng 5 lít. Đó, mình xếp xếp cải vô cho nó ngay ngắn tí xíu nè. Sau đó thì mình sẽ cho cái phần nước mà mình đã đun lên á, đó, cho lúc mà mình để nguội cho nó hơi ấm ấm rồi á, mình sẽ đổ vô cái thùng cải của mình và để ngâm tầm khoảng 2-3 ngày hoặc là 3-4 ngày, tới khi nào mà cả nhà thử và cả nhà thấy nó chua chua là ok rồi ha. Thì bây giờ cải chua của mình đã ngâm được 5 ngày rồi nè cả nhà, và cái độ chua của nó cũng đã có vừa rồi á. Bây giờ mình sẽ lấy ra để mình rửa, xong rồi mình vắt cho ráo để mình làm giống như dạng kim chi Hàn Quốc á, nhưng mà cái này là hàng Việt Nam. Giờ mình gỡ cái này ra để lấy cái cải chua của mình lên. Chua vừa ăn. Này lại vừa chua. Ai muốn chua nhiều rồi đẩy chua thêm nữa hả? Này không có đường vàng ấy gì. Người ta nấu đường vàng á. Cái vô cái cải vàng lắm hiểu không? Ủa mà coi bị gì vậy? Đây nè. Chứ mình có đường vàng nấu đường trắng á, cái màu nó không có đẹp đẹp lắm. Đã, bây giờ mình sẽ rửa sạch xong rồi mình vắt ráo rồi nó mình mới ướp gia vị vô. Rửa cho sạch nè. Nó rửa cho sạch đó. Thì chứ cái nước ngâm nó đục đục có mình thấy không? Này chắc cũng ít rồi, không có nhiều đâu. Thì đây là mình có chuẩn bị tỏi với ớt nè cả nhà. Đó. Thì mình sẽ đâm tỏi với ớt để mình ướp cái cải chua này ha. Thì sau khi mình đâm nát, mình phải đâm cho thì là nát luôn nha cả nhà, thì mình được như thế này nè. Tỏi với ớt. Thì cả nhà muốn ăn cay nhiều thì cả nhà cho ớt nhiều, muốn ăn cay ít thì cho ớt ít lại. Giờ mình sẽ nêm gia vị vô, đây là đường vô ha. Cho cái cải chua của mình nó sẽ có vị chua chua ngọt ngọt, mà nó có tỏi thì nó hăng hăng của tỏi. Ba muỗng đường cho một ký cải chua. Bốn muỗng gì? Bốn muỗng luôn à? Chỉ chút xíu bột ngọt vậy thôi. Bột ngọt nữa nha. Xíu thôi đừng nhiều. Cho nó dịu dịu xíu, xíu bột ngọt thôi. Giờ mình sẽ xắt cải chua nha. Cải chua này là mình đã rửa sạch rồi, vắt ráo rồi nè. Chưa vắt sắt mới rắc. Ủa gì hả? Mẹ con quê cái gì? Bự gì sao mà vắt được? Nãy con tưởng mẹ sắt mẹ vắt rồi. Nè, sắt cũng vừa thôi.
vậy nè, ăn nó giòn, hiểu không? Cũng sắc nhưng mà mỏng quá, ăn nó không giòn. Cải này của từ thiện người ta cho đó, của nhà kế bên người ta cho đó, chứ nó cũng không được đẹp lắm. Chứ nếu như mà cải mình mua á, phải không, mình sẽ lựa cải đẹp hơn. Cải này nó cũng hơi bị dập sâu rồi đó, sắc dày dày xíu, đừng sắc mỏng quá, ăn nó giòn. Đừng nhuyễn quá. Đó, có sẵn kìa. Đâu? Đó, bây giờ mình cái chua này là mình đã vắt ráo rồi nè. Đó, sắc ra thì mình vắt ráo. Bây giờ mình sẽ đổ qua cái thau nãy đâm tỏi ớt nè, mình cho 4 muỗng đường vô đây nữa. Đổ qua đây mình trộn. Này là kim chi Việt Nam nha. Quá. Wow. Lên cho nó thấm gia vị, xong rồi mình để thấm đường, rồi thấm đường, để ra cho nó thấm nữa, cho nó tan đường ra luôn hả? Ừ, thấm đường vô trong đó. Trộn ớt không vậy chứ không thấy ớt ha? Nãy con đặt với ớt bự lắm. Ừ, cay lắm á, coi vậy chứ cay lắm á. Này giống như là kim chi Hàn Quốc vậy, nhưng mà này là kim Việt Nam. Mình ăn cái này ăn chung với lại mì gói cũng được nè, hay là mình ăn xào bò, xào thịt bò mình bỏ vô cũng được, thịt kho trứng rồi đó. Đó, giờ nó chưa có thấm, để chút nó thấm mình nếm. Đó, bây giờ thì gia vị nó thấm vô rồi, mình sẽ bỏ vô hũ để mình bảo quản ha. Cái này mình bảo quản được ăn một năm trời luôn cũng được nữa cả nhà. Cứ làm sẵn để tủ lạnh, chừng nào muốn ăn thì cứ lấy ra ăn thôi. Bảo quản nước rất là lâu. Mà lấy ra là ăn liền chứ khỏi cần phải làm gì trơn, nó vừa ăn hết trơn. Biết sao phải không? Cái này ăn gì ngon nha. Mì gói. Ừ, không gì nữa. À, xào bò. Ừ, xào bò bỏ nó vô cũng được. Không có rau á. Chứ lại thịt kho đó, thịt kho trứng đó đi. Ừ. Đưa hũ rồi. Ừ, đưa hũ ém xuống, ém chặt xuống. Cái cải này mà làm cải chua này nè, cải muối này nè, nó là cải sậy á nhi, chứ không phải cải xanh nha. Mà cải này thì chỉ muối thôi chứ không có làm cái gì hết, không có xào hay nấu canh gì, hiểu không? Vậy là sau mấy ngày mình đã đạt được thành quả là một dĩa cải chua nè, đã vậy mình còn có thêm một cái hũ cải chua nữa, thì cái món này á, là mình có thể dự trữ ăn một năm được luôn cả nhà. À, khi nào mà cả nhà ăn mì gói thì cả nhà buồn không có gì ăn kèm thì cả nhà có thể lấy cái miếng này ra ăn, hoặc là xào thịt bò á, mình sẽ cho cải chua vô để kiểu chua chua ngọt ngọt rất là ngon, hoặc là nấu thịt kho hộp vịt á. Đó, thì mình sẽ ăn kèm với món cải chua này giống như là Tết vậy á cả nhà. Cái món này làm cũng khá là dễ, nó chỉ hơi tốn thời gian mấy ngày để mình ủ cho nó chua lên thôi chứ không có gì hết trơn á. Và bây giờ video ngày hôm nay sẽ được kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn cả nhà đã xem và theo dõi hết video ngày hôm nay ha. Đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của mình nè. Nhớ nhấn chia sẻ và để lại comment nữa nha. Bây giờ hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Bye bye.